em nhờ các anh chị chúng ta sẽ lên hỗ trợ để đây là món quà thứ ba. Rồi đi. Cười kìa, dễ thương không? Cười không? Rồi đứng ngay ngắn là chụp hình chị. Rồi đẹp đẹp, nhìn chụp hình hình ảo kìa. Chúc Cường một chút nha. Nhân dịp sinh nhật của Cường. Đúng rồi. Đi chụp lại đi. Chụp lại đi. Nhân dịp sinh nhật của Cường có chúc Cường có một đêm sinh nhật thật là tuyệt vời. Chúc con cả đời vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Bước sang tuổi mới 21, cô chúc con sẽ gặt hái được nhiều thành công mới. Khán giả ngày càng đông, yêu thương ngày càng nhiều, nhiều nhiều, rất là nhiều. Thôi. Cảm ơn cô rất là nhiều. Rồi tới rồi. Đây, con nhìn vô mấy ảnh kìa, con nhìn vô mấy ảnh nè. Cảm ơn hai bé nha. Dạ, không ơn cô. Hôm nay cô chúc mừng sinh nhật con 21 tuổi. Cô chúc con thật nhiều sức khỏe, năm nay thật mát xô, bạn sự như ý, luôn tỏa sáng sân khấu và luôn đạt những thành tích mới trong lĩnh vực âm nhạc. Cô chúc con ngày càng đẹp trai hơn nè. Nhớ mặc đồ xì tin chút nha. Cảm ơn cô. Đây là món quà của cô Lan tặng cho con sinh nhật. Là một hộp quà chứa rất nhiều yêu thương trong đây. Tuy rằng hộp quà này vật chất không có mà tình yêu thương rất là nhiều. Đây là hai món này của cô. Cầm đi. Cô đếm được mấy tờ, con đếm chưa? Đây là cô Yến Lê bên Mỹ. Cô không có về dự sinh nhật, tặng từ từ ôm tặng cho con 500 đô. Cô Yến Lê cũng chúc con thật nhiều sức khỏe, năm nay đắc xô. Sang năm cô Yến Lê về đi sinh nhật con tiếp. Đây là 500 đô cô Yến Lê tặng cho con. Dạ rồi, bây giờ sẽ là một phần quà rất là đặc biệt và em nghĩ là đây là một phần quà rất là ý nghĩa mà cả gia đình sinh đọc chuối gửi tặng đến cho Cường. Bây giờ là Cường đoán một xíu nha. Đây sẽ là một người cô đã từng dành, đã từng và cho tới thời điểm bây giờ dành rất nhiều yêu thương cho em. Và em có chia sẻ thì cô, em cũng xem cô giống như là một người mẹ thứ hai của mình. Em đoán cho ai chưa? Em đoán cho ai? Ủa? Bất ngờ quá. Sao chị hỏi con này ta? Dạ. Cùng quê. Có cùng quê với em không? Có. Cùng quê luôn. Dạ, cô Oanh đúng không? Đúng dạ, rồi. Dạ, con xin mời cô Oanh. Con đặc biệt nhất trong buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay, tuổi 21 của Cường